Các bạn thân mến, hiện tại bây giờ thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các em rồi. Và chị rất là hy vọng các bạn đã có thể lên xem phần livestream ngày hôm nay cùng với chị. Bởi vì là ngày hôm nay thì chị có rất là nhiều thứ muốn chia sẻ cùng với các bạn. Được không nào? Nếu như mà các bạn đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Vì chị nghĩ là bây giờ thì phát đã ổn rồi đấy. Lúc nãy thì chị phát mãi không có được ấy. Chị không hiểu tại sao vì hôm nay chị muốn show cho các bạn xem các cái đề ở trong buổi phát livestream này. Chị muốn cụ thể hóa bằng việc là chị sẽ up luôn những cái đề lên đây ấy để chúng mình sẽ cùng nhìn thấy. Thì đợi mọi người một chút nhá. Ok không? Các bạn ơi, hãy gửi lời chào tới chị nhá, được không nào? Các em đã lên chưa? Gửi lời chào tới chị nhé. Ok, xin chào Sam Sam, xin chào em. Chị sẽ show cho các bạn một số cái đề mà ngày hôm nay các em rất là thắc mắc, đúng không? Chúng ta sẽ cùng xem là có những cái đề nào mà ngày hôm nay các bạn đã để lại cho chị nhé. Được không? Đợi một chút nha. Up lên cho chị phải không ạ? Vừa rồi thì nó sẽ bị cây mơ, nó sẽ bị gián đoạn một chút xíu. Ok, xin chào Bảo Phương, xin chào em. Nó sẽ bị gián đoạn một chút xíu thôi. Đây, hôm nay khi mà chị up cái bài này hơi bị lag một chút xíu, tại vì là chị vừa đổi cái địa chỉ wifi ấy, thế nên là nó hơi bị gián đoạn một chút, được không ạ? Bây giờ thì chị nghĩ là ổn hơn rồi, đúng không? Đây, thì ở đây có một số những cái đề được đưa ra ở đây đây, thì chị muốn là sẽ cùng với các bạn chữa những cái đề mà ngày hôm nay các em đã để lại cho chị, được không nào? Bởi vì chị nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều đề hay, biết đâu là cái đề này nó sẽ vào đề thi đại học thì sao, đúng không? Nhá. Quên mất không comment đề Tây Tiến à? Thế ư? Em thi vào Tây Tiến là Đặng Linh, thế thì siêu dễ rồi, đúng không? Xử lý siêu nhanh rồi. Các bạn ơi, các em có xem được không nhỉ? Các bạn có xem được không? Nó hơi bị lag à? Có bình thường không? À, em thi đất nước à? Các bạn ơi, các em xem có ok không? Có được không? Đây, ở đây là chị đã có một số những cái đề mà các bạn đã comment lại ở đây. Được chưa nào? Và chị sẽ cùng chữa với các bạn những cái đề này. Được chưa? Nhá. Bình thường đúng không? Rồi, ok ok. Nếu như mà bình thường rồi thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chữa những cái đề ngày hôm nay. Được không nào? Nhá. Em chưa comment hết đề à? Rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cái đề Nam Định trước. Được không ạ? Đây, các em nhìn được đúng không? Đây là đề Nam Định này. Được chưa? Đây là đề Nam Định này. Được không nào? Đợi chị một chút nhé. Đây, chúng mình có cái đề, chị sẽ trọng tâm vào phần làm văn thôi nhé. Còn chị nghĩ là ở phần đọc hiểu thì các bạn đã khá là ok rồi. Thế nên chị sẽ chỉ chuyên và trọng tâm nhất vào cái phần làm văn thôi. Được chưa nào? Nhá. Thì ở đây chúng ta có cái đề làm văn của câu 1 là cái câu nghị luận xã hội ấy. Đó là: từ nội dung bài thơ phần đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ về vấn đề yêu nước bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh. À, có nghĩa là đây là một cái nội dung mà liên quan trực tiếp tới phần đọc hiểu. Và thoạt nhìn thì chị thấy rằng là đề của tỉnh Nam Định năm nay, cái đề mà của tỉnh Nam Định năm nay thi học kỳ 1 ấy, nó rất là giống.
nó cực kỳ là tương đồng với đề thi đại học, được không nào? Không biết là đã có bạn nào ở đây thi thử đại học chưa? Không biết là các em ở đây đã có bạn nào thi thử đại học chưa? Nếu như mà các bạn đã thi thử đại học rồi thì các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ là tương đồng với đề thi đại học, rất là giống với đề thi đại học, được không ạ? Phóng to lên nào. Ok. Ok chưa các em? Đây, được không ạ? Nhá, cực kỳ là giống với đề thi đại học, bởi vì đề thi đại học thì cái phần làm văn cũng sẽ bao gồm 2 điểm. Được chưa? Cái câu 1 ấy nó sẽ là 2 điểm và câu 2 là 5 điểm, nửa số điểm của bài này luôn. Ok chưa ạ? Thì chúng ta có thể thấy ở đây này. Từ nội dung của bài thơ, tức là cái vấn đề mà chúng ta đang cần làm rõ đó là yêu nước bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh. Hãy nhớ giúp chị rằng là một trong những điều rất quan trọng để làm văn nghị luận xã hội đó là chúng ta cần phải làm nhanh, làm đúng, làm đủ, làm sâu và làm hay. Bởi vì chúng ta không có thời gian để nghĩ nhiều, nghĩ quá nhiều về cái này. Được không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ chia ra thành các ý này. Trước tiên là các em sẽ mở đoạn. Được chưa? Khi mà các em mở đoạn xong rồi ấy, thì các em sẽ giải thích yêu nước bằng trái tim nóng ở đây muốn ý nói là gì? Cái đầu lạnh ở đây muốn nói là gì? À, bằng trái tim nóng là gì ạ? Chúng ta phải có một cái tình yêu chân thành với tổ quốc, với đất nước. Nhưng mà cái đầu lạnh là gì? Là chúng ta yêu nước, nhưng chúng ta phải có cái sự gì ạ? À, phải có cái sự thông minh, đúng không ạ? Chúng ta phải có một cái nhìn khách quan, chúng ta phải có một cái một cái góc nhìn đúng đắn, chứ không phải là yêu nước một cách mù quáng. Đặc biệt là các bạn có thể lấy những cái biểu hiện ở thời điểm hiện tại, những cái dẫn chứng ở thời điểm hiện tại ấy. Đó là đa số những người trẻ bây giờ yêu nước bằng trái tim nóng, nhưng mà cái đầu thì không lạnh. Thế nên là rất là dẫn đến nhiều trường hợp, đặc biệt là với cái sự phát triển của công nghệ thông tin, chính chúng ta đang là những người tiếp tay cho những cái vấn đề mang cái tính chất là gì ạ? À, mang cái tính chất là bạo động, mang cái tính chất là phản đối nhà nước. Tức là chính chúng ta đang là những người tiếp tay cho những cái bài viết mà chúng ta cứ share share và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta làm việc đó có thể thể hiện được cái lòng yêu nước của mình. Không phải như vậy, được không? Thì ở đây vẫn cứ làm theo cái cấu trúc là chúng ta sẽ giải thích, chúng ta sẽ phân tích, sau đó chúng ta sẽ đưa ra cái quan điểm của mình, sau đó chúng ta sẽ đưa ra một cái dẫn chứng và cuối cùng chúng ta sẽ kết lại. Ok chưa? Nhá. Và nhớ là hình thức đoạn văn và chỉ trong khoảng 200 chữ thôi, có nghĩa là dung lượng của chúng mình ấy thì sẽ chỉ ở trong khoảng là gì nhỉ? À, sẽ chỉ ở trong khoảng là chừng 2/3 cái mặt giấy thi của các em thôi. Ok chưa? Nhá. Rồi, đấy là câu nghị luận xã hội. Thì các bạn ơi, hiện tại thì chị cũng đang có một cái khóa học nghị luận xã hội với học phí hết sức là mềm, được không ạ? Và chị tin là tưởng là 2 điểm không quan trọng, nhưng mà nếu như mà các bạn có được 2 điểm này thì cũng vô cùng quý giá trong kỳ thi đại học đấy. Thế nên nếu như mà bạn nào muốn tham dự vào khóa học nghị luận xã hội chỉ chuyên về nghị luận xã hội của chị thôi, thì nhanh chóng nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên để trở thành thành viên tiếp theo ở trong lớp học này, để trải nghiệm một cái môi trường học online cực kỳ là thú vị cùng với chị nhá. Để chơi nào. Rồi, thì đấy là cái câu 1. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang cái câu 2. Câu 2 là câu 5 điểm, là câu chiếm 50% số điểm. Được không nào? Những đường Việt Bắc của ta đêm đêm rầm rập như là đất rung, quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan, dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá muôn tàn lửa bay, nhìn đêm thăm thẳm sương dày, đèn pha bật sáng như ngày mai lên, tin vui chiến thắng trăm miền, hòa bình Tây Bắc Điện Biên vui về, vui từ Đồng Tháp An Khê, vui lên Việt Bắc đèo re núi Hồng. À, đây là cái đoạn thơ trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Đề bài rất đơn giản. Đây là gì nhỉ? Đây là dạng đề phân tích, được không ạ? Đây là dạng đề phân tích và từ đó nhận xét ngắn gọn về tính sử thi trong Tố Hữu. Vậy thì nếu như mà các bạn nhìn nhận ra được thì các em sẽ thấy là đây là dạng đề phân tích nhưng lại thuộc dạng đề nâng cao. Đúng không? Có nghĩa là chúng ta phân tích một cái vấn đề ở trong văn học và chúng ta nhận xét về một cái khía cạnh nào đấy liên quan tới cái giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật, phong cách nghệ thuật của người nghệ sĩ, tư tưởng, quan điểm của người nghệ sĩ, vân vân.
Ok chưa? Nhá. Thì hãy lưu ý rằng là ở đây chúng ta có 2, 4, 6, 8, 10, 12 câu thơ. Và nếu như mà các bạn đang sở hữu cái bộ sổ tay văn học của chị Hiên thì các bạn sẽ thấy đây chính là đoạn xuất hiện trong bộ sổ tay văn học của chị Hiên với cái tựa đề là Việt Bắc những con đường ra trận. Được không? Nhá. Và nếu như mà các em đang tham dự cái khóa học VIP của chị Hiên đã được học về cái dạng đề phân tích rồi thì đây là một cái đề siêu đơn giản, giải quyết cực kỳ nhanh, cực kỳ ngắn gọn và cực kỳ dễ dàng. Tất nhiên rồi, bao giờ cũng vậy, chúng ta sẽ bắt đầu mở bài, phải không? Thường thì chị luôn luôn nói với các bạn là các em phải xác định trong đầu là đề bài yêu cầu cái gì. Thì ở đây thực sự là đối với cái dạng đề phân tích thì cái việc xác định vấn đề là rất đơn giản. Đơn giản ở chỗ ở đây chúng ta chỉ cần làm gì nhỉ? Chúng ta chỉ cần phân tích cái đoạn thơ này thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ nêu ra cái nhận xét ngắn gọn về tính sử thi trong Tố Hữu. Ok chưa? Trong thơ của Tố Hữu, được chưa nào? Thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu từ nhà thơ Tố Hữu, đúng không? Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà thơ Tố Hữu được biết tới là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam, mang trong mình giọng thơ trữ tình chính trị, viết về những vấn đề trọng đại của dân tộc nhưng lại bằng một giọng điệu thiết tha trìu mến, thủ thỉ tâm tình. Được không? Một trong những thi phẩm được coi là đỉnh cao của đời thơ Tố Hữu, cũng được coi là đỉnh cao của thơ ca Kháng Chiến Chống Pháp, bài thơ Việt Bắc. Đây chính là bài thơ đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng độc giả, đặc biệt là ở 12 câu thơ. Được không? Trích đoạn thơ ra. Ok chưa? Nhá, rất là đơn giản luôn ấy, không có gì mà khó khăn cả. Sau đó thì đến cái phần phân tích luận điểm 1, các bạn sẽ nêu về tác giả tác phẩm, được chưa? Thì các bạn phải trình bày được những cái yếu tố khác. Nếu như ở trên mở bài các bạn đã viết về Tố Hữu rồi thì ở phần thân bài này các em sẽ sử dụng những cái yếu tố mà chúng ta chưa nhắc tới ở trong phần mở bài giúp cho chị. Ok chưa? Nhá, thêm một cái nữa, đến luận điểm 2 chúng ta bắt đầu phân tích thì ở đây các bạn sẽ bắt đầu phân chia bố cục. Ví dụ chị phân chia bố cục phân tích của cái đoạn thơ này sẽ là 2, được không ạ? 2 này, 2 này, 2 này, 2 này, được không ạ? Và 4, được chưa? Có nghĩa là với mỗi cái phần bố cục chị chia, 2 câu thơ đầu là một nội dung, 2 câu thơ tiếp là một nội dung, 2 câu thơ tiếp là một nội dung, 2 câu thơ tiếp là một nội dung và 4 câu thơ cuối là một nội dung. Hiểu chị không? Phân tích thơ, trong cái phân tích thơ thì việc xác định bố cục mà chúng ta phân tích rất là quan trọng. Chứ không phải là các bạn cứ viết cả cái đoạn thơ ra đấy nhá, xong là bắt đầu các bạn phân tích đâu. Không, chị không đồng ý như thế nhá. Mà vấn đề quan trọng ở đây là gì? Là các bạn phải chia được bố cục và các bạn phải xác định được từng ý luôn. Được không nào? Rất là nhiều bạn ngay từ đầu chị đã khuyên rồi là nếu như mà có điều kiện ấy, mua tài liệu về học thì hãy sở hữu cái bộ sổ tay văn học của chị đi. Bởi vì đấy là cái bộ sổ tay mà giúp cho các bạn tăng rất là nhiều về kỹ năng viết. Và các bạn, rất là nhiều bạn đã đạt số điểm cao nhờ vào những cái cuốn sổ tay văn học của chị. Nhưng mà không nghe. Thế đến lúc sắp thi rồi bắt đầu mới hò rô người ta là chị ơi chị gửi cho em cái bộ sổ tay văn học đi. Rồi đến lúc không kịp thì lại trách chị. Thật sự đấy, nhiều khi chị cảm thấy rất là mệt mỏi với cái thái độ của các em khi mà nhờ vả chị một cái gì đấy hoặc là khi mà nhờ chị giúp đỡ một cái gì đấy. Đôi khi chị cứ cảm thấy như là chị là phải có trách nhiệm với các em và phải làm cho các em cái này cái kia. Đó, đây cũng là một cái lời nhắc nhở trực tiếp của chị đối với các bạn. Là trong cái quá trình mà các bạn đặt câu hỏi, các bạn cần sự giúp đỡ của chị thì xin các em hãy gọi là dùng những cái từ ngữ phù hợp một chút, đừng để cho bản thân chị cảm thấy bị ức chế. Được không nào? Mặc dù chị cũng là một người rất là bình tĩnh và rất là nhún nhường, nhưng mà không phải vì thế mà chị để cho các bạn thích nói như thế nào là cũng được đâu. Được không nào? Nhá, cảm thấy nó cần thiết thì làm luôn đi, chứ đừng có để đợi chờ đến bao giờ nữa. Ok chưa? Thì rất là đơn giản, ở trong cái đoạn thơ này nội dung chủ yếu nói về sức mạnh của đoàn quân. Được không ạ? Sức mạnh của quân và dân ta. Và nói về gì ạ? Nói về chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu đấy, chiến thắng Điện Biên Phủ đấy. Ok chưa nào? Thì chúng ta thấy hai câu thơ đầu là nội dung nói về sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc với cái hình ảnh so sánh để thể hiện sức mạnh của đoàn binh, của đoàn quân. Tiếp theo là hình ảnh của người lính, đúng không ạ? Quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan. Hai câu tiếp theo là nói về gì nhỉ? Hình ảnh của người dân, tham nhân dân, đồng bào Việt Bắc tham gia vào kháng chiến cùng với cán bộ cách mạng. Được không nào? Hai câu tiếp theo là nói về gì nhỉ? À, nói về tương lai tươi sáng của dân tộc sau nghìn đêm thăm thẳm là bóng tối, đúng không ạ? Và cuối cùng là tin vui chiến thắng, niềm vui, niềm hân hoan, phấn khởi của quân và dân ta khi giành được chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Được không nào? Nhá. Sau đó thì các bạn sẽ nhận xét, các bạn cái luận điểm thứ 3 các bạn sẽ khái quát và nhận xét về tính sử thi trong thơ của Tố Hữu.
Thì bao giờ cũng vậy, các bạn sẽ phải dành một chút cái thời gian để giải thích xem tính sử thi là gì, nó có những cái đặc điểm gì, và các bạn sẽ áp những cái đặc điểm của tính sử thi vào trong cái bài này, vào trong cái việc mà các bạn vừa phân tích để chỉ ra tính sử thi thể hiện rõ ở đâu, được không ạ? Thể hiện trong cái không khí của đoàn binh như thế nào, được không ạ? Sức mạnh của đoàn binh như thế nào, tinh thần đại đoàn kết dân tộc như thế nào, hiểu chị không? Thì đấy, sau khi mà kết xong thì các bạn sẽ kết bài thôi, được chưa nhá. Nói chung là cái đề này về đánh giá thì rất là đơn giản, không có gì mà gọi là gây tranh cãi cả, không có gì mà phải mệt mỏi cả, ok chưa? Bài này chị đánh giá, đề thi này chị đánh giá là đơn giản, ok chưa nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái đề khác của một tỉnh thành khác, được không? Đợi chị một chút xíu nhá. Đây, chúng ta có đề tiếp theo là đề của bạn Đinh Trần Tố Uyên. À rồi, đây là một cái đề mà thời gian vừa rồi đã gây xôn xao đây, đúng không ạ? Chúng ta có một cái đề gây xôn xao, có nghĩa là tôi ôn Việt Bắc, tôi ôn Tây Tiến, tôi ôn sóng, và cuối cùng thì lại vào nghị luận xã hội. Thế nên chị mới nói là câu nghị luận xã hội cũng quan trọng lắm đấy, được không ạ? Câu nghị luận xã hội cũng quan trọng lắm đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Nếu như mà có điều kiện thì ngay lập tức tham gia khóa học nghị luận xã hội cùng với chị Hiên đi, chứ đừng từ bỏ cái khóa học rồi đến lúc lại nuối tiếc nhá. Rồi, chúng ta có cái phần làm văn ở đây này. Từ nội dung văn bản của phần đọc yếu, anh chị hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ về ý kiến từ bỏ cũng là một sự lựa chọn. À rồi, ok. Chị sẽ đọc cái bài văn này, cái trích đoạn trên cho các bạn nghe nhá, như thế này. Tôi được gia đình và trường học gieo vào đầu mình ý niệm về sự cố gắng theo đuổi chinh phục. Nhiều đến mức tôi tin rằng từ bỏ hoặc dừng lại là một điều gì đó rất tồi tệ. Tôi nghĩ mình phải luôn cố gắng, phải luôn nỗ lực, phải luôn gồng mình, và nếu tôi không đạt được một điều gì đó thì hẳn là tại tôi, do tôi đã chưa cố gắng đủ nhiều. Với niềm tin ấy, tôi đã cố gắng bằng hết sức mình để giành lấy những vị trí cao nhất trong trường học, trong những cuộc thi thố gần xa. Những năm tháng xuôi trèo mát mái trên ghế nhà trường càng khiến tôi ngây ngô tin rằng chỉ cần bạn có một kế hoạch, chỉ cần bạn cố gắng, chẳng có việc gì là không thể. Nhưng tôi sớm vỡ mộng khi bước ra khỏi môi trường học thuật. Mấy bận bị dồn ép, phải đối mặt với những tình huống quá sức chịu đựng, tôi nhận ra buông bỏ cần nhiều sức mạnh hơn vạn lần so với sự theo đuổi. Nhất là khi bạn phải buông bỏ thứ mà xã hội cho rằng bạn cần níu giữ. Một công việc ổn định nhàn thân, một cái ghế được nhiều người trọng, một cái nghề được nhiều người trọng vọng, một lối sống nghiêm túc chừng mực, một gia đình nề nếp con cái có đủ mẹ cha. Tôi ước gì ba mẹ đã dạy tôi rằng từ bỏ cũng là một lựa chọn. À, các em ơi, chị phải đánh giá đây là một cái đề rất hay, được không ạ? Đây là một cái đề rất hay, thực sự. Đây là một cái đề rất hay, được không? Các em nhìn xem, chúng ta có một cái câu phần làm văn 7 điểm từ nội dung và phần văn bản. Hãy viết một bài văn. Hãy nhớ nhá, là viết một bài văn các em ạ. Được không nào? Bài văn vậy thì nó sẽ phải có cấu trúc 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Và đây là bài văn nghị luận xã hội. Bình luận, bàn luận, trình bày cái suy nghĩ của em về một ý kiến. Từ bỏ cũng là một sự lựa chọn. À, được không nào? Thì ở đây, phần 1 chúng ta cứ làm bình thường thôi. Chúng ta sẽ giải thích từ bỏ là gì, không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu dẫn vào nhá, được chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu dẫn vào phần mở bài, thì các em sẽ trích ra được cái câu này và nêu quan điểm của mình là các em có đồng tình hay không đồng tình, được chưa? Sau đó cái phần thân bài thì luận điểm đầu tiên các em sẽ giải thích từ bỏ là gì và em hiểu như thế nào về câu từ bỏ cũng là một sự lựa chọn. Sau đó em sẽ đưa ra quan điểm của mình là em có đồng ý hay là không đồng ý, được chưa? Sau đó em sẽ đưa ra những cái phân tích của mình về khía cạnh là tại sao em lại đồng ý là như vậy, được không ạ? Sau đó thì em sẽ nêu ra một vài cái dẫn chứng để chứng minh cho quan điểm của mình. Sau đó thì em sẽ lật ngược lại vấn đề. Sau đó thì em sẽ liên hệ với bản thân của mình ở thời điểm hiện tại là như thế nào. Và sau đó em sẽ kết bài và đưa ra một cái thông điệp với những người trẻ. Chị nghĩ rằng đây là một cái đề rất là mở cho các bạn. Thực sự rất là mở. Bởi vì nếu như mà các bạn có một cái hướng đi tốt thì không có lý do gì mà các bạn lại không được điểm cao ở phần này, được không ạ? Nhá, từ bỏ cũng là một sự lựa chọn. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng là có thể là vì cái trải nghiệm của các bạn chưa có nhiều. Nhân cái đề này thì chị cũng xin chia sẻ với các bạn về một số những cái câu chuyện nho nhỏ như thế này mà chị nghĩ rằng là đôi khi làm văn nghị luận xã hội chúng ta cũng cần phải có những cái trải nghiệm nhất định thì cái bài viết của mình mới sâu sắc được. Tại sao người ta nói rằng từ bỏ cũng là một cái sự lựa chọn?
Thường thì bố mẹ vẫn luôn luôn động viên con cái là con phải cố lên, con nhất định không được từ bỏ. Và bản thân chị cũng nghĩ rằng là cái việc mà mình dám từ bỏ một cái gì ấy, nó phải cần sức mạnh rất là nhiều, được không? Nó phải cần sức mạnh, nó phải cần sức mạnh cực kỳ là nhiều để có thể dám làm điều đấy. Bản thân chị là một cái người mà đã từng dám từ bỏ, và chị cảm thấy rằng là cái quyết định của mình là một cái quyết định đúng đắn. Khi mà chị đang có một cái công việc rất là ổn định và rất là ok, với một cái mức lương của sinh viên ra trường cực kỳ là hợp lý, và đối với nhiều người thì đó đã là một cái thành công rồi. Thực sự đó là một cái thành công rồi. Nhưng mà sau đó khi mà đi làm được khoảng gần một năm thì bản thân chị lại cảm thấy rằng là hình như mình đã sai mất rồi. Tại bởi vì là mình, cái nơi mà mình thuộc về, mình không nghĩ rằng là chị có thể ngồi 8 tiếng ở văn phòng trong một cái thời gian lâu như vậy. Và chị cảm thấy rằng là cái công việc đó khiến cho bản thân của mình có một đôi chút gì đấy nó bị ì đi, vì cái công việc nó cứ lặp đi lặp lại như thế. Thế nên là chị đã quyết định là từ bỏ công việc đó. Và các em có biết không, cái thời gian mà chị từ bỏ công việc ấy, chị rất là chênh vênh. Chị quyết định từ bỏ và chị chuyển sang làm chính, chỉ làm về văn thôi, làm dự án về văn và trọng tâm làm dự án về văn thôi. Lúc đấy thì chị từ bỏ công việc và chị cũng vay một cái món tiền khá là lớn đối với một sinh viên vừa mới ra trường, mới đi làm và chưa tích góp được nhiều. Nhưng mà chị vẫn quyết định là chị sẽ vay cái số tiền đấy để chị bắt đầu làm cái điều mà chị mong muốn, và từ bỏ cái công việc mà mình cho rằng và mọi người đều cho rằng đó là một cái công việc rất là ổn định, nhàn thân, được không ạ? Nhưng mà đến khi mà chị đã làm cái dự án này rồi thì chị lại cảm thấy rằng là bây giờ bản thân của chị là một người rất là khác. Chị rất là tự do, chị rất là thoải mái, và chị rất là yêu cái công việc mà mình đang làm. Và đó là lúc mà bản thân chị nhận ra rằng là đúng thật, từ bỏ cũng là một cái sự lựa chọn. Và đôi khi nó còn là một cái sự lựa chọn đúng, chỉ cần chúng ta tin tưởng thôi. Và cái việc từ bỏ như vậy giúp cho chị cảm thấy rất là thoải mái về tinh thần, bởi vì chị đang được làm cái thứ mà chị yêu. Chị tin là sau này các bạn cũng sẽ có những cái trải nghiệm giống như vậy. Có thể là về sự nghiệp, có thể là vì tình yêu. Bởi vì người ta nói rằng là đôi khi mình từ bỏ một người cũng là một cái sự lựa chọn rất là tốt cho bản thân của mình và tốt cho cả người đó nữa, được không ạ? Thì thôi, chị sẽ không nói sâu quá về cái việc là về cái việc tình yêu, mà chị nghĩ rằng là chị nghĩ rằng là một cái lối sống nghiêm túc và quá chừng mực đôi khi lại không phải là cái mà các bạn đang mong muốn. Và chị nghĩ cái thông điệp hay nhất mà các em có thể rút ra được ở trong cái câu nói từ bỏ cũng là một lựa chọn, thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cách kết bài là gì ạ? Tôi đã ước rằng ba mẹ dạy tôi, tôi ước gì ba mẹ đã dạy tôi rằng từ bỏ cũng là một sự lựa chọn. Chúng ta hãy dám dùng cái lòng dũng cảm của mình để từ bỏ một thứ mà các bạn cảm thấy rằng đó là cái điều khuôn phép và khiến cho các bạn không thoải mái, không giúp cho các bạn sống được một cái đời, cuộc đời trọn vẹn của mình. Chúng ta hãy dám từ bỏ, hãy dám lựa chọn sự từ bỏ, chỉ cần chúng ta được hạnh phúc là được, được không ạ? Hãy từ bỏ để có thể đến gần hơn với hạnh phúc của mình, chỉ cần chúng ta sống hạnh phúc thôi.
được không nhá? Thì chị nghĩ là cái đề này cũng không phải là một cái đề khó, thật ra là vì nó lạ thôi. Lạ là vì các em bị tủ đè thôi, có nghĩa là các em đã rất là vất vả để ôn đúng không, nhưng mà nó lại không vào, thế nên các bạn cảm thấy buồn, cảm thấy hụt hẫng, chính là như vậy thôi. Còn thật ra đề thì nó cũng có gì đâu, phải không ạ? Nó chưa có cái gì phức tạp để các bạn phải quá mệt mỏi cả, ok chưa nhá? Ok, một lát nữa chị sẽ rep nhất Thịnh nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với đề của Đồng Nai, được chưa ạ? Xem nào. Đề của Đồng Nai thì vào Tây Tiến. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùm, mắt chừng người mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Rải rác biên cương mổ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. À, đây là cái đoạn thơ mà nói về hình ảnh, hình tượng người lính Tây Tiến hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Nếu như các em cần lời giải cho đề này thì các bạn hãy xem lại cái phần livestream của chị nhé. Đây là một cái đề rất dễ rồi, chị nghĩ là không có gì cần phải bàn luận cả. Xem lại cái phần livestream của chị hoặc là xem trong bộ sổ tay văn học của chị. Cực kỳ dễ dàng rồi. Đây là gì? À, đàn guitar của Locka, bài này lại càng dễ hơn. Chị xem nào. Các bạn ơi, các em đi thi, các em có gì khúc mắc không? À, chúng ta có đề về sóng này. Dữ dội và dìu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bề. Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Trời ơi, cái đề này mà không được 8 điểm trở lên thì thôi quá đáng tiếc. Được không ạ? Quá đáng tiếc ạ. Được không nào? Thì quá đáng tiếc 7 điểm cái câu này luôn. Chúng ta thấy là mỗi trường thì lại có một cái cách ra đề rất là đa dạng đúng không? 7 điểm cái câu này luôn này các bạn này. Mà hai cái đoạn này là hai cái đoạn mà các bạn phải thuộc lâu lâu rồi. Đúng không ạ? Nói về những cái đặc sắc trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Thôi nói chung chị nghĩ là những cái đề học kỳ này là những cái đề mà rất là đơn giản luôn ấy, thực sự đấy. Hết rồi. Là những cái đề mà rất là đơn giản luôn. Nó chỉ là cái dạng đề phân tích thôi, tức là nó mới chỉ dừng lại ở cái dạng đề cơ bản là cái dạng đề phân tích thôi. Nên là chị nghĩ là các bạn sẽ không cần phải quá là đau đầu đâu. Chị cứ thấy các em lo lắng, kiểu lo lắng cực độ luôn đấy. Chị cảm giác như các bạn lo lắng cực độ luôn đấy. Bởi vì các bạn sợ trường em ra như đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Tại vì là chị nghĩ là các bạn sợ rằng là mình sẽ không làm được. Nhưng mà thật ra là cái đề chị bản thân chị nghĩ rằng là cái đề thi học kỳ này là một cái đề rất là đơn giản. Được không? Đây là một cái đề rất là đơn giản luôn. Làm xử lý chỉ một lát là xong thôi có gì đâu, đúng không? Nhá. Rồi. Các bạn ơi, các em sắp có ở đây có bạn nào chưa thi không ạ? Và các bạn có muốn hỏi gì chị không? Các bạn có muốn hỏi gì chị không? Fanpage học văn chị Hiên thì đang tổ chức một cái tuần vàng tặng tài liệu cho các bạn. Có vẻ là như hôm nay là các bạn đang thi đúng không? Em vẫn còn thi đúng không? Các bạn vẫn còn thi à? Hôm nay các bạn đã nghe audio của chị chưa? Còn bạn nào chưa thi không ạ? Còn bạn nào chưa thi không? À, 26 mới thi à? Đây là audio của chị đây. Về một trong số những tác phẩm tiêu biểu khoa điểm, đó chính là trích đoạn 5, trích đoạn đất trong trường ca mặt đường khát vọng. Đoạn này ở phần audio trước chị đã cùng với các bạn đi tìm hiểu thơ Nguyễn Khoa Điểm, và chúng ta cũng đã cùng với nhau tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời
hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này. Các bạn đã sở hữu bộ sổ tay văn học của chị Hiên chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau đi trở lại. À, mùng 3 tháng 1 với Thi thôi à? Nhìn bộ sổ tay văn học của chị Hiên yêu không? À, đang thi thử à? À, đã bắt đầu thi thử rồi đấy đúng không? Nguyễn Khoa Điềm là một trong những nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, với những tác phẩm tiêu biểu như Đất Ngoại Ô, Mặt Đường Khát Vọng, Đất Nước là trích đoạn trích chương 5 chương ca Mặt Đường Khát Vọng, được hoàn thành ở chiến khu Bình Trị Thiên vào năm 1971. Trong thời kỳ bom rơi đạn nổ vô cùng gian lao của dân tộc, được tác phẩm này được chứ, đã Kim mang anh. Một ý nghĩa vô cùng. Nó giống như một chị so lắm à, để thức tỉnh tuổi trẻ Việt Nam xuống đường đấu tranh, hòa hợp với cuộc kháng chiến của dân tộc. Ở trong đoạn thơ bao gồm 9 câu thơ này là đoạn thơ để lại ấn tượng trong độc giả, đi trả lời cho một câu hỏi mà còn rất nhiều băn khoăn, đó là đất nước. Nhìn siêu đẹp đúng không? Nhìn yêu được sự. Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xưa, ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với tiếng trầu bây giờ bà ạ. Ô sao lại bị tối đen thế nhỉ? Khi dân mình biết trầu che mà đánh giặc, tóc mẹ thì bơi sau đầu. Cha thương mẹ bằng gừng cay muối mặn, cái kèo cái cột thành tên. Hạt gạo phải một năm hai xương, xay giã dần sàng. Đất nước có từ nhỏ. Không hiểu tại sao chỗ này bên bị có thể thấy rằng cổ thơ này là những suy tư trăn trở của Nguyễn Khoa Điềm trước câu hỏi đất nước có từ bao giờ, hay là đăng ký kênh của chị để xem nghe nhiều ông chính hơn là chín câu thơ để đi lý giải về cội nguồn của đất. Đã từng có rất là nhiều những nhà thơ, à, lý luận văn học có thể hiểu đơn giản là những cái nhận định, những cái ý kiến nổi tiếng liên quan, hoặc là hiểu một cách đơn giản đấy, thì nó chính là cách mà các bạn gì ạ, cách mà các bạn lý giải. Được không ạ? Lý luận chính tức là cái cách mà các bạn lý giải, là cái quan điểm của các bạn như vậy và các bạn đưa ra một cái cách lý giải phù hợp. Được không? Nhá. À, thật ra là về bản chất thì các em cũng đâu có hiểu là cơ sở lý luận là cái gì đâu. Đúng không? Phải không? Thế nên là chị nghĩ là đừng hỏi chị những cái điều sâu xa như thế trong khi mà các bạn chưa thực sự là còn chưa hiểu được. Được không ạ? Nhá. Thì hãy cứ hiểu một cách đơn thuần là các bạn đưa những cái nhận định của các tác giả nổi tiếng vào trong tác phẩm của mình. Được không? Thế nhưng mà một trong những cái điều quan trọng hơn là sau này em sẽ hình thành được cái lý luận văn học là gì ạ? Là cái việc mà các bạn tự đưa ra những cái đánh giá nhìn nhận của mình, và các bạn đưa ra cái sự giải thích phù hợp của mình với cái quan điểm mà các bạn đưa ra. Ok không? Nhá. Thì các bạn sẽ có thể hiểu một cách đơn giản là như vậy. Chị nghĩ là hôm nay là các bạn đang bận ôn thi rồi, thôi chị sẽ dừng lại cái phần phát trực tiếp của mình ở đây để cho các bạn có thể dành thêm thời gian để ôn thi nhá. Và chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau ở trong những cái phần livestream tiếp theo thôi. Nếu như mà muốn chị Hiên trở thành người đồng hành cùng với các bạn chỉ cần học ở nhà với chị Hiên thôi mà vẫn có một cái kết quả thi rất là tốt, và chị cũng hy vọng các em sẽ trở thành những người như vậy tiếp theo, trở thành học sinh cưng của chị Hiên và đạt được một cái số điểm thật là tốt. Ngày hôm nay mặc dù là buổi chiều ấy, cũng có những cái việc mà gây cho chị cái sự ức chế nhất định, nhưng mà chị nghĩ là tất cả những cái điều tốt đẹp thì chị chỉ nên dành cho những học sinh ngoan ngoãn của mình thôi. Chị không sợ là các em dốt đâu, chị không sợ là các em không biết học như thế nào, mà chị chỉ sợ nhất là các bạn lại không giữ được cho mình một cái tinh thần cầu tiến. Tức là các bạn không giữ được cho mình một cái tinh thần cầu tiến và ý chí ham học hỏi. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Còn chị không sợ là các bạn học kém đâu. Thế nên là chúng mình sẽ cố gắng lên nhá. Được không? Chúng mình hãy cố gắng lên. Chị tin là chắc chắn em sẽ đạt được số điểm rất là cao ở trong kỳ thi học kỳ này đấy. Được không nào? Rồi, đừng quên theo dõi fanpage của chị Hiên và các cái phần audio của chị nhá. Cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã theo dõi phần livestream khá là nhanh này. Chúc cho các bạn của chị sẽ thi tốt và đạt số điểm thật là cao ở các môn nha. Bye bye các em.